Điền làm chi? Tí về, sắp xong rồi. Thì hôm nay ra cuốc có giấy mộ ông rồi, mai cháu với bố cháu sang ngoại mà. Bà ngồi đi chơi tí này. Ngoại mình, à nội mình mà. Còn lâu mới về. Bà có nhớ cháu không? Mai cháu đi qua ngoại mà nhớ cháu không? Cháu nhớ. Sáng năm cháu lại về nhá. Sáng năm cháu cưới vợ rồi lại vào cháu nha. Chú mô lúc cháu nhớ cái ảnh cái để lên đầu giường nữa. Chú mô lúc cháu nhớ cái giờ phải chịu một chút. Năm nay 82 nhỉ? Giáng 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 sống được 100 tuổi. Trăm tròn trăm. Này sớm giờ có mưa đâu. Từ vừa ra cuốc mấy cái xong mưa luôn. Làm gì bây giờ đang lỡ cỡ mà. Hôm mai có sang ngoại cháu không? Sang bà ngoại. Má mình thấy đi liền. Bà có nhớ mẹ cháu không? Mình nhớ. Mà vừa về năm ngoái nhỉ? Bà răng bà còn mấy chiếc? Còn ba cái cửa rồi á? À. Sắp rụng rồi. Nhưng mà vẫn ăn trầu được, vẫn nhai trầu được. Miệng miệng dính. Vôi. Nha, sang năm cháu cưới vợ vào cháu nha. Vào trong ở luôn. Ở luôn trong cháu. À trong trong chắc chứ. Trong như cái thằng Linh có. Anh Linh còn lâu. Nhà này còn cháu với anh Linh thôi. Đói chi? Tí ăn, tên cơm. Bà vào lấy cối giả chầu ăn hay là quan không cho lấy cho? Không ăn chầu à? Tí mới ăn ạ. À? Giả nát rồi. Tí này cho cháu miếng nha. Đưa. Tí cho anh thử miếng nha. Ngày xưa cháu ăn mà, lúc bé tí ăn mà. Cái cay cay gì. Kìa, bố cháu về kìa. Kìa. Còn mưa đi làm chi chứ. Mưa bông người giờ bị cảm đó chứ. Chờ người nan người giấy nhá. Hơi mưa luôn. Người là mẫu nón không đêm. Đói giờ ăn miếng đi cơm nó ăn đi miếng đi. Lúc nãy không ăn rồi đưa uống chén rượu. Cơm ấy đó miếng ăn đó là đáng là. Mà chấm nước mắm nó ăn luôn rồi. Chấm nước mắm. Bún á. Thịt đứa ăn thì ăn.